Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với tấm tắt Yu-Gi-Oh 5DS trên kênh M2Du Channel. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Tập 112. Mặc dù trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng Jack đã chọn cách rời đi. Bởi lẽ anh nhận ra bản thân đã thật sự sợ hãi trong trận đấu đó. Khi rời đi, anh đã vô tình đến một ngôi làng, nhưng chỉ còn duy nhất một ông lão. Tất cả là do xích quỷ. Khi này có một giọng nói ma mị cùng với một cái bóng đen xuất hiện đã dẫn dụ Jack đuổi theo. Nó dụ anh đi một vòng, thì cuối cùng lại quay về chỗ ông lão. Ông ta đã bị hư đó điều khiển. Ngọn lửa thì bỗng hóa thành hình thù quái vật. Rồi một hình ảnh bỗng hiện lên làm đầu Jack đau nhức. Hắn là hầu cận của xích quỷ, hay đúng hơn, hắn chính là siêu phàm MU. Và chủ nhân của hắn đang đợi Jack. Jack chỉ cần nói mong muốn của mình, xích quỷ sẽ đáp ứng tất cả cho anh. Jack đáp, mình chỉ muốn có sức mạnh mà có thể đánh bại tất cả. Siêu phàm MU liền đáp, thế thì Jack phải theo hắn. Hãy đến điện thờ xích quỷ, anh sẽ có được thứ anh muốn. Còn bên này, Yusei được Bomber kể rằng khi đấu với Jack, Mark đã không hề sử dụng quái thú có trong bộ bài của cậu bé. Khi Bomber xem lại bộ bài và hỏi cậu bé, Mark chỉ nói mình nhớ đã đấu với Jack nhưng còn lại thì chẳng nhớ gì. Khi Yusei hỏi tại sao Bomber lại chọn Mark đấu với Jack, chả nhẽ Bomber hít để em trai bị Jack bón hành. Vì dù gì cậu bé cũng chỉ là một cậu bé. Thì Bomber cũng không biết tại sao, anh chỉ nằm mơ và thấy Jack bị sức mạnh của bản thân nuốt chửng. Vì lo sợ là điểm xấu nên đã gọi Jack đến. Khi này, hình ảnh xích quỷ hiện lên trong đầu Bomber. Từ đó anh hiểu ra bản thân đã bị lợi dụng để dẫn dụ Jack đến đây. Còn bên này, Jack đã đến được ngôi đền, nhưng có vẻ anh đã trở thành người khác, nhưng cách bến tre, đôi mắt vô hồn, mặc kệ mắt mà vẫn tiến vào ngôi đền. Khi anh bước lên trên đó, trời đã bắt đầu xuất hiện mây đen, rồi một luồng sấm đánh xuống chỗ anh đang đứng. Khi Bomber cùng Yusei đến, Jack đã biến mất. Có lẽ anh đã trở thành thần thò, hoặc tệ hơn, anh đã bị đánh thành tro. Khi lên trên, mọi người phát hiện một lối đi xuống dưới ngôi đền. Nhưng Bomber nói, mình cùng hai em chỉ xây một tầng thôi, không lý nào lại sâu đến vậy. Còn bên dưới, Jack đã gặp được siêu phàm MU. Có mấy anh em tì quanh với Weeble trong góc nữa kìa. Xích quỷ vẫn đang bị phong ấn, nên chỉ có tên này ra đối đầu với Jack. Chúng nói đã đợi Jack lâu lắm rồi. Jack hỏi về sức mạnh mà xích quỷ hứa sẽ đưa cho anh. Nhưng siêu phàm MU bảo Jack phải đáp ứng một điều kiện trước đã. Anh phải hoàn thành nghi lễ tế thần với hắn trước. Nếu thắng, Jack sẽ có được sức mạnh mà anh mong muốn. Và tất nhiên đó là một trận đấu bài. Nhưng cách bến tre lại xuất hiện, chấp nhận lời thách đấu. Trận đấu của Jack và siêu phàm MU bắt đầu. Khi Yusei đến, siêu phàm MU sợ anh sẽ phá hỏng trận đấu nên đã cho nguyên sàn điện thờ sụp đổ, chỉ nhường chỗ đứng cho Jack. Thế nên Yusei cũng không thể làm gì hơn. Nhưng chỉ nhờ lời kêu gọi Jack Kun của Yusei, Jack đã tỉnh táo trở lại. Nhưng Yusei cũng bị siêu phàm MU tấn công. Nhờ Bomber giải thích, siêu phàm MU cũng thú nhận chuyện Jack tới đây hoàn toàn là do kế hoạch của hắn. Nhưng Jack cũng sẽ không thể làm gì được vì nghi lễ đã bắt đầu rồi. Và giờ hắn mới tiết lộ nếu thua cuộc, thân xác của Jack sẽ thuộc về xích quỷ. Còn Yusei và Bomber cùng với hai em sẽ trở thành vật tế cho nghi thức đó. Siêu phàm MU đi trước, triệu hồi Yomigo ở thế thủ, úp thêm một lá rồi hết lượt. Lượt Jack khi chỉ có một quái thú trên sân đối phương, Jack được quyền triệu hồi Big B Golem level 5 mà không cần hiến tế, rồi dùng nó tấn công Yomigo. Nhưng người nhận thiệt hại lại là Jack, bởi lẽ Yomigo có công năng khi bị gửi xuống mộ, đối thủ nhận 800 thiệt hại. Jack úp một lá rồi hết lượt. Lượt siêu phàm MU triệu hồi Yomi Botswagman, và do có Yomigo đã bị hủy và gửi xuống mộ nên quái thú trên sân hắn sẽ bị phá hủy. Và khi Yomi Botswagman bị hủy và gửi xuống mộ, nó tiếp tục gây cho Jack 800 thiệt hại. Tiếp theo, siêu phàm MU kích hoạt ma pháp bệnh cũ Spirit Wave Seal, có khả năng hóa giải đòn tấn công trực tiếp của quái thú Jack và phá hủy nó. Ngoài ra, Spirit Wave Seal cũng sẽ tự bị phá hủy sau 3 lượt từ khi nó được kích hoạt. Mặc dù sân trống trơn, nhưng siêu phàm MU vẫn biết cách làm khó cách chiến đấu bằng sức mạnh của Jack. Nhưng để không cho hắn đắc ý, Jack vẫn tự tin vào cách chiến đấu của mình, triệu hồi Vowel Wrecker rồi dùng nó tấn công trực tiếp. Thế nên liền bị Spirit Wave Seal phá hủy. Nhưng khi bị phá hủy, Power Wrecker sẽ phá hủy một ma pháp cầm bẫy trên sân đối thủ, nên Spirit Wave Seal liền bị phá hủy theo. Tiếp đó, Bisbee Golem tấn công, nhưng siêu phàm MU liền đập bẫy Yomi Goldance khi có từ hai quái thú Yomi trong mộ, triệu hồi đặc biệt một Yomi từ bộ bài. Siêu phàm MU triệu hồi Yomi Frawler Gar lên sân ở thế thủ, và do Yomi Go đang ở trong mộ nên nó tự động bị tiêu diệt. Khi bị phá hủy và người xuống mộ như vậy, Jack nhận thêm 800 tổn thất và kết thúc lượt tấn công ngay lập tức, một chiến thuật vô cùng khó chịu và bẩn bựa. Khi Jack không thể tấn công mà ngược lại còn bị trừ điểm gốc ngay trong lượt của chính mình. Lượt siêu phàm MU, hắn tự mãn bảo bản thân chả cần làm gì cả rồi tuyên bố hết lượt. Lúc này xích quỷ dần xuất hiện xung quanh Jack. Khi nhìn thấy nó, Bomber khẳng định xích quỷ này cũng là một Upper God kẻ đã bị phong ấn trước cả các Upper God khác 5.000 năm, và tên của hắn là Scarlet Nova. Tập 113.
Luke Jack triệu hồi Dark Resonator, dùng nó cùng với Bigby Golem tiến hành triệu hồi Syndro Red Demon Dragon, rồi dùng Red Demon tấn công trực tiếp. Nhưng siêu phàm mẫu cũng dùng khả năng của Yomi Ball Watchman trong mộ, giúp hắn triệu hồi đặc biệt một quái thú Yomi khi đối phương phát động tấn công. Hắn triệu hồi Yomi Frawler Gore ra sân, và do Yomi Go đang trong mộ nên nó tự động bị tiêu diệt, và khi bị phá hủy và gửi xuống mộ như vậy, Jack nhận thêm 800 tổn thất và kết thúc lượt tấn công ngay lập tức. Jack chỉ đành kết thúc lượt với 800 điểm gốc. Lượt siêu phàm mẫu hắn vẫn cà khịa vài câu rồi kết thúc lượt mà không làm gì. Luke Jack tiếp tục dùng Red Demon tấn công trực tiếp. Siêu phàm mẫu tiếp tục dùng công năng của Yomi Ball Watchman trong mộ, giúp hắn triệu hồi đặc biệt Yomi Frawler Gore ra sân. Khi hắn triệu hồi đặc biệt trong lượt chiến đấu như thế, Jack triệu hồi đặc biệt Extra Baylor ra sân. Siêu phàm mẫu vẫn tự tin để Yomi Frawler Gore tự động bị tiêu diệt do Yomi Go đang ở trong mộ, và khi bị phá hủy và gửi xuống mộ như vậy, Jack nhận thêm 800 tổn thất và kết thúc lượt tấn công ngay lập tức. Nhưng Jack liền dùng khả năng của Extra Baylor, mọi thiệt hại anh nhận sẽ chuyển qua cho đối thủ. Jack ở một lá rồi hên lượt, và cuối lượt do Extra Baylor không tấn công nên công năng của Red Demon liền phá hủy nó. Siêu phàm mẫu bắt đầu chọc tức Jack rằng anh sẽ không được thắng được hắn đâu. Nhưng khi Jack phủ nhận chuyện đó thì liền bị uy áp phát ra thổi xém rơi xuống. Nhưng như vậy cũng không làm Jack nhục chí, anh khẳng định mình nhất định sẽ chiến thắng. Khi này Jack đã làm Bomber nhớ đến một người, một Signer huyền thoại được gọi là Burning Soul, không phải khứa này. Rằng 10.000 năm trước, khi mà Crimson Dragon và Xích Quỷ tranh đấu với nhau, Xích Quỷ đã áp đảo được Crimson Dragon. Nhưng đột nhiên, một Signer xuất hiện từ trong lòng dung nham, đó là Burning Soul, trái tim rực lửa, bất khuất, không bao giờ chịu lùi bước. Và cùng với Crimson Dragon, anh đã đánh bại và phong ấn thành công Xích Quỷ. Có lẽ ông dùng bộ bài Fire King để đánh á. Và Bomber nghĩ Jack là người đã thừa hưởng được ý chí cũng như chính là truyền nhân của Burning Soul. Được siêu phàm MU úp một lá rồi hết lượt. Được Jack, siêu phàm MU liền lượt 7, Battle Mania, tất cả quái thú của Jack chuyển sang thế công và phải tấn công trong lượt này. Jack triệu hồi Syndro Gunner có khả năng trục xuất một quái thú để gây 600 thiệt hại cho đối thủ. Quái thú mà Jack chọn là Red Demon. Ngoài ra khi dùng công năng này, Jack sẽ không phải triển khai lượt tấn công trong lượt này. Và vào lượt chuẩn bị kế tiếp của Jack, Red Demon sẽ được đưa về sân. Tiếp theo đó là bài 7, Nightmare Demon, hiến tế Syndro Gunner để triệu hồi đặc biệt 3 Nightmare Demon Token lên sân của siêu phàm MU. Và với mỗi Nightmare Demon Token bị phá hủy, siêu phàm MU sẽ nhận 800 thiệt hại. Và do Yomi Go đang ở trong mộ nên cả 3 token liền bị hiệu ứng của nó phá hủy, khiến điểm gốc của siêu phàm MU chỉ còn 200. Với chiến thuật của mình, Jack đã làm siêu phàm MU trở nên tức điên. Hắn liền kêu gọi sức mạnh của Xích Quỷ, lượt siêu phàm MU trục xuất Yomi Go, Ball Watchman, Frolager trong mộ, triệu hồi đặc biệt Wicked King of Yomi, Miklenkov. Lúc này tượng Xích Quỷ sau lưng hắn cũng nứt ra, bộc phát một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, và bên trong dần hiện lên chân thân của Xích Quỷ. Rồi siêu phàm MU dùng Miklenkov tấn công trực tiếp Jack. Ánh liệt lực 7 vĩnh cửu, Screen Reflector, tất cả quái thú công trên 2000 không hề tấn công. Nhưng siêu phàm MU cũng đáp trả bằng cách dùng công năng của Miklenkov. Một lần mỗi lượt nó phải phá hủy một lá bài đang ngửa trên sân Jack và gây 600 thiệt hại cho anh, từ đó khiến điểm gốc của anh cũng chỉ còn 200. Tiếp đó siêu phàm MU kích hoạt ma pháp vĩnh cửu Magic Magical Material Law, gửi ba quái thú cùng tên trên tay xuống mộ. Jack sẽ không thể sử dụng ma pháp cho đến hết lượt tiếp theo của siêu phàm MU. Lúc này Xích Quỷ cũng hoàn toàn lộ diện, Scarlet Nova với uy áp vô cùng khủng khiếp, khiến cho mọi thứ xung quanh đổ nát, làm cho Yuse lẫn Bomber và Mac đều trong tình thế vô cùng khó khăn. Thấy thế, Jack càng thêm quyết tâm đánh bại siêu phàm MU lẫn Xích Quỷ để bảo vệ cho bạn bè của mình. Từ trái tim anh, một ánh sáng kỳ lạ phát ra, mặt trời chân lý chói qua tim, Red Demon đã trở về. Không chỉ có thế, linh hồn rực lửa trong Jack, đúng hơn là Burning Soul, nói trắng ra là bút bẩn. Anh rút bài, thấy kèo không thơm, siêu phàm MU liền cho đá rơi vào chỗ Jack. Nhưng hắn quên rằng dù không phải UC nhưng anh vẫn là bạn của nhân vật chính. Dấu bớt Signer sáng lên, Crimson Dragon đã xuất hiện. Khi thấy nó, Bomber cùng Mac đều gọi Wexagot. Thì ra ở làng của họ, đây là tên của Crimson Dragon, cũng chính là vị thần bảo vệ ngôi đền ở đây. Và khi có quái thú Syndro trên sân, Jack triệu hồi đặc biệt Re-A Resonator, tiếp đó triệu hồi Attack Gunner, rồi dùng nó cùng với Re-A Resonator và Red Demon tiến hành triệu hồi Syndro. Jack gọi đây là Double Turning, một cách triệu hồi chưa từng có trước đây. Quái thú Syndro level 12 sinh ra từ sức mạnh của Crimson Dragon cùng với Burning Soul. Ngoài ra, Jack còn đoạt lấy sức mạnh của Xích Quỷ. Sức mạnh giờ đây là của Đế Vương, Lẫn Thần và Ác Quỷ. Hủy thiên diệt địa, bùng nổ, Scarlet Nova Dragon, có thể nói xương rồng đã đơm lá đơm hoa, dòng thác xanh chảy xiết trên cao nguyên đá, nhà vua đã lấy lại được phong độ cũng như tìm ra sức mạnh mới, Crimson King Jack Atlas. Khi vừa triệu hồi, Scarlet Nova Dragon có khả năng tăng 500 công ứng với mỗi quái thú Tuner trong mộ của anh, nên công của nó liền tăng thành 5500. Rồi Jack dùng nó tấn công Miklenkov, từ đó hạ điểm gốc của siêu phàm MU về không và giành chiến thắng. Mọi thứ xung quanh cũng sụp đổ theo, nhưng may mắn được Crimson Dragon
Dragon phù hộ, mọi người vẫn an toàn. Và với sức mạnh mới này, Burning Soul của Jack cộng với Clear Mind của Yusei, đội Nam NS đã sẵn sàng quay lại giải WRCB hơn bao giờ hết. Và liệu họ có nhanh chóng đối đầu được với các Elaster hay sẽ còn nhiều thử thách khó nhằn hơn trên con đường sắp tới? Các bạn đừng quên đăng ký, bấm chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất từ My Idol Channel. Xin chào và hẹn gặp lại.